Nhắc đến Acer Nitro thì các bạn hay thường nghĩ tới các dòng laptop gaming của Acer với hiệu năng vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng anh em có biết là dòng Acer Nitro còn có cả màn hình? Chỉ với khoảng 8 triệu đồng, các bạn hoàn toàn có thể sở hữu mẫu màn hình gaming mới nhất của Acer với tần số quét lên đến 240Hz, Acer Nitro VG252QX. Màn hình 25 inch độ phân giải Full HD, tần số quét 240Hz. Acer trang bị cho màn hình này tấm nền IPS đem lại thời gian phản hồi nhanh hơn 64% so với màn hình bình thường và đạt được tới là 0.5mg G2G, giúp loại bỏ hiện tượng bóng ma khi chơi game. Nghe những thông số trên thì đây thực sự là mẫu màn hình thiết kế chỉ dành riêng cho gaming. Tuy nhiên thêm vào đó thì màn hình này có khả năng hiển thị 99% sRGB, đạt chuẩn VESA Display HDR400, độ sáng 400 nit gấp đôi màn hình bình thường. Sau đó thì ngoài chơi game ra thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng mẫu màn hình này vào các tác vụ đồ họa. Với mức giá chỉ hơn 8 triệu đồng thì mình thực sự ấn tượng với một loạt các công nghệ mà Acer trang bị cho chiếc màn hình này. Đầu tiên là màn hình được chứng nhận tương thích với G-Sync của NVIDIA. Điều này thì các bạn có thể nhìn thấy ngay ở phía góc trái của màn hình. Với khả năng đồng bộ hóa tần số quét này thì đây là mẫu màn hình thuần gaming, có thể chơi mọi tựa game, đặc biệt là đối với những ai đang cần tìm màn hình để chơi các tựa game về bắn súng hay là cần về phản xạ nhanh. Thứ hai là phần mềm Acer Display QuietKit hỗ trợ chia ra hai màn hình. Nếu như anh em chưa có điều kiện mua hai màn hình để phục vụ nhu cầu làm việc và nhu cầu giải trí thì Acer đã đưa ra giải pháp cho các bạn. Tiếp theo thì đối với các tựa game phổ biến thì Acer cũng có 3 chế độ dành cho hành động, đua xe và thể thao. Công nghệ Game View sẽ giúp tối ưu hóa hiển thị hình ảnh và màu sắc đối với mỗi tựa game khác nhau. Các công nghệ còn lại như là Blue Light Shield, Flicker Lex, Confine View và Low Dimming thì sẽ giúp loại bỏ hiện tượng ánh sáng xanh, khử nhiễu, bảo vệ thị giác người dùng, giúp hình ảnh hiển thị trong môi trường tốt dù là ánh sáng trực tiếp chiếu vào hay là môi trường tối, sẽ đem lại trải nghiệm thoải mái cho người dùng. Thì nghe đến đây thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ thắc mắc là tại sao một mẫu màn hình tốt như này mà lại có mức giá chỉ 8 triệu đồng. Công nghệ tốt, hiệu năng tốt, giá tốt, nhưng bù lại thì Acer lại tiết kiệm tối đa trong phần thiết kế. Nhìn vào thiết kế thì đây thực sự là một mẫu màn hình vô cùng nhỏ, gọn và khá nhẹ. Các bạn có thể cầm bằng một tay đối với mẫu màn hình này, điều mà các mẫu màn hình khác trong tầm giá chưa chắc các bạn đã làm được. Chân đế thì được kết hợp giữa hai chất liệu là kim loại ở bên trong và bọc nhựa ở bên ngoài, với hình chữ V vô cùng đơn giản thế nhưng lại cực kỳ tiết kiệm diện tích và không gian để cho anh em. Mặc dù không thể nâng lên, hạ xuống, quay ngang, quay dọc màn hình và có thể là hơi rung cũng như là hơi ọp ẹp một chút, thế nhưng anh em ngồi chơi game thì chắc chắn là chỉ để màn hình im một chỗ thôi. Thế nên là trong tầm giá cực kỳ ưu đãi chỉ hơn 8 triệu đồng mà tích hợp một loạt các công nghệ như trên thì đây là sự đánh đổi khá là hợp lý. Cổng kết nối mặc dù tối giản thế nhưng mà vẫn có hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort và một tai nghe 3.5mm. Một điểm cộng cho mẫu màn hình này là có cả tích hợp loa. Mặc dù chất lượng âm thanh chỉ ở mức tạm ổn thế nhưng mà có tích hợp loa cũng là một tiện ích tốt ở trong tầm giá này. Thì đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới mô tả video nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.